hơi, có hơi mốc khô quá. Ở đây một số chủ ruộng đang coi cắt lúa này. Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Rồi, các bạn và mọi người cùng xem nha. Ai cha, hôm nay mình quay. Đây các bạn, trước mắt thì một cây Kubota DC100. Bên kia thì hình như là không biết 70 hay là 95. Mà móc cái bồ quá trời nổ, cái tiếng này sướng lỗ tai luôn nha các bạn. Trời thì nó là ngay đang chuyển mưa tới luôn nha. Wow. Cái này thì D105. Wow. Hố vừa gà. Chà, hôm nay chơi cái dòng wow xanh. Đó, wow độc vậy ta. Hiện tại đây thì mình thấy hình như là 4 cây. 4 cây đang chạy các bạn. Đây thì cây 100 nha. Có cây trên đó màu đỏ đỏ, không biết là 70 hay là 95 nữa các bạn ơi. Màu quá trời, cái hơi mốc bô quá. Ở đây một số chủ ruộng đang coi cắt lúa nè. Đâu rồi, con chó đâu vậy? Ủa, ông tuôn chảy nhảy vậy? Wow, ở bên kia ra một cây 70 nữa kìa. Đâu rồi, cây 70 bên kia con nó xảy kìa. Cái tốc độ tiếng mê trời. Hết hồn luôn chưa? Wow, ở đây tới 2 cây 70 móc bô các bạn ơi. Bô các bạn nghe hơi sướng luôn. Đây nó là ngay bên đây nè. Cây bên đây thì nó là ngay là hình như là độ lên cái bô chứ hình như là 70 mà sơn màu 93 các bạn. Quá trời cái hơi. Rồi còn cái máy kéo này thì hỗ trợ cho cây 93 nha các bạn. Qua ở đây vậy là tới 4 cây. Rồi đây cây 100 này bắt đầu quay đầu qua chạy rồi nè. 5 cây. Qua ở đây không là 5 cây nha. Đây cây 100. Có cây 70 trên đó nữa đó các bạn. Quá máy luôn. Ồ, cây 100 này vớt một bé này cũng hình như là ngồi nửa bên này. Vớt ngay cái đường mương. Quá đã. Hơi nghiêng á. Kìa, cây 70 bên kia rồi, xảy kìa các bạn. Quá xa luôn. Nói chung ra đất ở đây đất hậu đó các bạn. Bởi cho nên là nó dài cho tới đầu kinh ngoài. Có cây 70 bên này quá mới luôn rồi. Cây này mới chát luôn. Mà xa quá xa. Có 2 cây 70 nha các bạn. 2 cây 70. Độ của bô. Chắc móc bô. Thầy cha. Mới kéo qua đường mương.
các bạn, đây là trên đây là một cây không biết cây 70 hay cây 95 ở trên đó, đó. Cái bồ nổ nghe sướng lỗ tai luôn. Ồ, mà mới kéo bạn vô các bạn. Sướng chưa? Đâu, mấy kéo bên kia chạy ra nữa kìa. Mấy kéo bên kia là mấy kéo bên cây 70 hay là để đi xíu nên quay xuống à. Còn chỗ mình đứng thì cây 93 đang chạy xuống nha các bạn. Rồi. Mấy kéo này bên cây 70 móc bô. Không biết 70 hay là 95. Bồ nghe nổ sướng lỗ tai lắm. Đây các bạn. Đó, đây 93 trước mặt mình nè. Đó, cây bên đây cũng móc bô nè. Mà không biết 95 hay là 70 luôn. Đâu để đưa sát đây. Ây cha, lên tay 100X luôn, hết cái đường luôn. Ghê chưa? Móc bô nha các bạn ơi, có hơi nổ. Sướng lỗ tai lắm. Chắc 70 phước à. Còn đây thì cây 93 đang phượt vô nha các bạn. 93 hết cha, quá trời, 3-4 máy là mình hết cái đường quay luôn. 5 máy đây các bạn, còn cây 100 cắt xong nửa ban rồi đang chạy vô, quá trời máy, mình không biết đường quay luôn, mình lia một máy một tí ha. Đó, còn cây này thì độ bô nè, lên cái dòng vào quá đẹp, sơn màu 93 không biết 70 hay là 95 đây. Chạy kìa, còn cây 70 mới chạy vô tới đầu vườn lại à. Hội ngộ luôn, ở đây là 5 cây á. Rồi đây bạn, cây 100 cũng đang thả vô. Rồi còn đây thì cây 93. Nó có chờ mình hết biết đường quay luôn. Thôi qua quay cái máy 93 gần này đi. Cây này thì ếch cha. 93 ếch cha, cây này lên hàm luôn nha các bạn. Nối hàm. Mình thấy dấu nối á. Cây 70 bên đó là móc bô á, muốn lúng hay gì rồi. Cây 100 ai cha, sụp đường mương. Dạ các bạn nghe nó hơi chưa, cũng khiếp cái hơi luôn chưa. Đó, đang lên. Đó, còn cây 70 bên kia thì đang chạy ra lại các bạn. Sụp đường mương, sụp đường mương. 5 cây ha, ở bên đây không 3 cây.
À, cái hơi cái ông 70 ở bên kia nghe cái hơi không đó. Còn cây 100 thì đang đậu. Rồi bắt đầu chạy luôn. Còn nửa bạn bên đây chạy luôn nha các bạn. Các bạn có cây 70 bên kia cái hơi kìa. Có cây đó là lên bô đó các bạn. Coi 70 hay là 95 đây. Ai chá, 100 ít luôn. Ghê chưa? Vậy là cây đỏ này với cây đỏ bên đây là một màu là chắc giống nhau các bạn. Rồi ở đây thì cây 100 đang đang qua nửa miếng mới nha. Cây 100 thì là chùm rồi các bạn, Yokobota. Tiếp tục cắt. À đây mà nghe cái hơi có 70 không? Nghe cái hơi 70 cũng á. Bạn nghe cái hơi có 70 chưa? Cái nghe hơi trời. Lắp cây 102 trà, 100 qua đường mưa. Rồi bên đây thì cây 93 làm như là nó hơi dính gần hay gì nè các bạn. Dở cái mùi lên. Xem lúa ha. Chủ ruộng đi kiểm lúa. Chắc nó bị dính gần rồi các bạn. Dính lứ. Đúng rồi. Đây máy kéo bấm nè. Dễ chưa? Cầu làm hì hì luôn á. Đây các bạn, cây 70 này với cây 70 mép bên đây thì giống màu nhau nè. Vậy là hai cây này chắc chung bãi. Nhiều máy quá, anh quay cái ít. Rồi cây 93 tiếp tục chạy. Mình hết biết đường quay luôn. Rồi đây thì cây 100 đang thả dạt lên ha. Đó cây 70 mà đỏ trên đó là giống như cây bên đây. Ây cha, bên kia ra một cây nữa. Trời ơi, vậy là đông vậy ta. Như 6 cây luôn. Má ơi. Đó, ủa bên kia cây 105 màu vàng nữa kìa các bạn. Đây kìa, yeah, máy kéo dưới máy cắt bên đây chạy kìa. Kéo chạy kìa. Trời ơi. Đó bạn, cây 70 bên đây, cây 70 mới á. Cây mới chát luôn. Wow. Nhiều máy quá, mình hết biết đường quay luôn. Đây nè các bạn, bên kia một cây 105 feet. Màu vàng ra nữa kìa. Đó, vậy là 6 cây nha, ở đây. Quá trời cái hơi luôn. Nè các bạn nghe cái hơi nè. Nổ nè. Cái này với cây đỏ bên đây thì chắc chung bãi. Móc bô giống nhau luôn. Hơi nổ nghe tức ngực luôn. Máy kéo kìa. Wow. Trong trời mưa bấy anh em tranh thủ cắt. Ở bên đây là hai cây nha các bạn. Đó, đây cây 93 ha. Ít cha. Đó, rồi cây bên đây thì cây 100 nha. Rồi cây 70. Rồi bên kia cây 70 nữa. Chung mà trời sắp mưa tới bởi anh em tranh thủ. Xiết à. Cầu có cây 70 đuôi với cây 100 của anh coi. Đây không là 6 cây. Nói mà nói ngay xa xa không.